Chào tất cả các bạn ha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh mình ha. Thì nay mới dọn dẹp xong một cái con máy rất là bóng bẩy các bạn. Máy thẩm nha. Thẩm. Con này thì thương hiệu là của Shimohira nha. Shimohira thì máy gỗ thì là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng bên Nhật nha các bạn. Thì nó cũng có rất nhiều loại máy như rong rổ, cưa rổ, bào rổ, cuốn rổ, thẩm gì đó. Nói chung rất là nhiều luôn. Thì hôm nay mình có một con này là thẩm. Nói sơ về cái thông số ha. Thẩm cái con này bề ngang thẩm nó được 250 nha các bạn. Shimohira 250mm ha. Đó. Cái bề ngang được 250m. Và đặc biệt con này 3 dao nha các bạn. 3 dao anh em có thể thẩm vô tư luôn ha. Tất bao anh em tất cả loại gỗ ha. Đó. 3 dao. Thì con này bên mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Rồi. Quay sơ về cái chiều dài của các bạn ha. Khoảng chừng 1m8 không? 7m8 gì đó. Mình nhớ không lầm. Chiều dài của cái bàn là 1m6 nha các bạn. Mét 4 nè, mét rưỡi nè, mét 6, gần mét 7 nha. Đó. 1m65, gần 1m7 nha các bạn. Đó, 1m65 đi. Rồi. Và anh em thấy nè cái bàn đó nè, cái mâm xay ga xay vô nè rất là chắc chắn luôn ha. Đó, nói chung là cái này là mình vệ sinh sạch sẽ rồi. Ngon lành hết rồi. Cho anh em ha, nhẹ nhàng hết, cái nào cũng quay nhẹ nhàng hết cho anh em rồi ha. Về thông số của cái máy thì đây là nước sơn nó cũng còn rất là đẹp nha. Sơn đẹp nha anh em. Đó, anh em thấy bóng không? Bàn thì mình làm rất là bóng lưỡng rồi. Đây, thông tin của cái máy đây nha anh em. Nha, Shimohira. Nó chạy motor là 0.75kW nha, 200V 3 pha. Thì anh em đấu lại 3 pha 380 bình thường không vấn đề gì ha anh em. Đây mình đấu lại luôn cho anh em cũng được, không vấn đề gì ha. Đây 250 nó chạy tốc độ là 4.500 vòng trên phút nha anh em. Đó, ha. Cái dao là 57 ha, dày 2 ly hả. Đó, 3 dao nha anh em. Đây, quay cái dao cho anh em xem. Một dao nè. Hai dao nè anh em. Đó, 3 dao nha anh em, dẹp cái túi. Rồi, bây giờ mình sẽ test cho anh em sơ về gỗ ha. Bật máy chạy không cho anh em cái đi. Thì con này rất là đầy đủ ha, chụp đầy đủ luôn. Bấm chưa? Chưa bấm nút horn mà. Trời à. Chạy không nghe tiếng luôn nha anh em. Anh em nghe nó chạy chưa? Không nghe tiếng luôn nha. Kéo dài vào xíu rồi. Hả? Chạy im ru. Anh em thấy nó chuẩn ghê chưa? Quá đã luôn. Không nghe tiếng. Test thử sơ sơ coi. Thổi cát đi. Chạy rất là im luôn anh em. Ở đây nó có chế một cái thùng hút bụi ra đây nè, anh em gắn cái hút vô là xong ha. Chỉnh lên xuống gì vô, để sát vô, sát vô kia kìa. Đúng rồi. Quá đã luôn. Nè nè. Rất là nhẹ nhàng luôn. Đẩy một phát một à. Chạy rất là im luôn nha anh em. Để sát vô trong kìa. Bà không chuyên nghiệp mà cho ta đẩy sát vô trong nè. Bung cái tay ra đúng rồi. Đó. Quá đã luôn anh em. Chạy là không nghe tiếng luôn nha anh em. Con này là đúng, là đúng chuẩn luôn. Cực kỳ chuẩn luôn anh em. Anh em đứng đây mà chạy không nghe tiếng luôn nè. Rồi quất trò vuông luôn đi. Cho nó ăn sâu sâu xíu xíu nữa thôi. Quá đã. Chiều kia luôn. Chiều kia cho nó vuông rồi luôn. Ừ. Quá phê. Anh em thấy không? Con này là anh em về thẩm là thôi, bao anh em ngon luôn nha. Ha. Quá đã anh em ơi. Chạy quá im. Test nhiều nhiều đi. Dâm nó ra dưới đây nè anh em. Để dâm nó nè. Ha. Đây chỉnh dao đây anh em. Ha, anh em đây chỉnh dao đây. Đó. Dặn nha. Nói chung máy này chạy rất im luôn. Chỉnh phải chỉnh hai bên hay chỉnh một bên? Rồi.
Định ăn sâu hả? Ăn sâu hay ăn cạn? Ăn sâu hả? Rồi, quất thử coi. Chắc ăn sâu hả? Sâu á. Trời ơi, trời nó láng nè anh em. Ăn sâu cực kỳ bóng luôn. Rồi quất cái nữa đi. Quá đã luôn, cực kỳ láng luôn anh em. Nha, rất là ok luôn, biển ngót. Rất là ok nha anh em. Hả? Thì cái bàn này cũng rất là ngon luôn, rất thẳng ha. Nè anh em có thể về thẩm mấy cái khung cửa đều được ha anh em. Này cái bàn nó được 2 tấc rưỡi lượm cái thước đo chính xác rồi. Thẩm được 2 tấc rưỡi nha. Anh em ấy tấc 2 tấc 2 tấc 3 vậy là ok. Nha. 255 gần 206 nè anh em thấy không? Đó, thì anh em thẩm được 2 tấc rưỡi. Rồi được rồi, tắt máy đi. Máy chạy cực kỳ im anh em, chỉ nghe tiếng gió thôi ha. Nghe tiếng gió thôi. Quá đã. Thì anh em nào thích và làm mộc thì cần con máy này thì liên hệ với mình, và mình bảo đảm cái con này anh em khỏi không bao giờ chê được luôn ha. Rất là chuẩn luôn. Rất im và rất chuẩn luôn ha. Đó, anh em nào làm mộc mà nếu mà đang có nhu cầu cần cái máy này thì liên hệ bên mình, chốt ngay cái máy này cho bên mình ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bạn xem nhớ like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ bên mình nha. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt. Chúc anh em có một ngày cuối tuần vui vẻ nha.